Phòng khám nhỏ của Truyền Thông Nam, thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Em muốn giảm 5kg, nhờ anh tư vấn. Thế thì phải nói luôn là đầu tiên muốn giảm cân thì còn tùy thuộc vào cái mức độ chiều cao và cân nặng của anh chị. Đặc biệt nét đẹp thì nó phù hợp với cái việc là gì ạ? Trong mỗi con mắt của mỗi người. Thì, xin lỗi, phải nói thật luôn. Ví dụ như là có những người đã rất đẹp rồi, ví dụ như là cao 1m65 phụ nữ ấy, thì nặng 60 cân hoặc là nặng 62, 63 cân hoặc là 58, 59 cân là tương đối ổn chứ. Mà nói chung là đã rất là ok rồi. Tuy nhiên là lại mong muốn giảm xuống thêm một tí nữa. Em muốn sexy một chút chút. Em muốn nó phải thế nọ thế kia. Thì rất là khó để nó nói. Bởi vì đương nhiên tìm đến nét đẹp, tìm đến cái đẹp và luôn luôn mong muốn mình đẹp hơn là cái mong muốn mà bất kể một người phụ nữ nào, không những hẳn phụ nữ mà đàn ông cũng thế, muốn cơ thể khỏe mạnh, thân hình cường tráng. Tuy nhiên nét đẹp nó nằm ở trong kẻ đôi mắt của kẻ si tình. Phải nói thật luôn là dưới con mắt của Chí Phèo thì Thị Lở là một người phụ nữ rất là duyên dáng, kiểu như thế. Hoặc là dưới con mắt của Thị Nở thì Chí Phèo là một người đàn ông đầy đủ như tất cả khí chất của đứng nhà Lam Nhi, kiểu như vậy. Thế thì mong muốn giảm và cơ thể của các anh chị nó là phù hợp với cơ địa của từng người. Để nét đẹp đương nhiên là cần, chúng ta rất cần. Tuy nhiên là cái đẹp đó nó còn bao hàm cả cái nội tâm của các anh chị. Một người người ta cũng vẫn đầy đặn, người ta vẫn khỏe mạnh thôi, người ta tâm trí thoải mái thì không phải mức độ lắm đâu. Còn luôn luôn mong muốn tham sân si theo kiểu em muốn giảm 2 cân, em muốn giảm 5 cân, em muốn giảm 3 cân. Thì nếu các anh chị đối thoại được với bản thân thì đương nhiên nó sẽ giảm. Vì sao lại cần nói là phải nói lại vấn đề là phải đối thoại với bản thân. Nếu một ngày mà anh chị mà thấy rằng là cơ thể của mình đẫy đà mà do cái việc cái gì ăn uống quá độ thì giảm đi, giảm ăn uống đi, tập luyện căng lên một chút thì nó sẽ giảm thôi. Thì bây giờ cứ ngồi đấy, ví dụ như là mong muốn là như vậy nhưng mà cứ ngồi đấy hoặc là mua tất cả những hỗn độn A, B, C, D, G, H, I, K trên rời trên bể, xong bắt đầu ngồi một chỗ ăn uống thì không giảm đi và chờ mùa xuân tới. Làm gì có mùa xuân nào đến, làm gì có mùa xuân nào đẹp với những cái người mà lười lao động hoặc là người lười vận động, mà không có. Cho nên là khi muốn giảm cân với những người béo thì chỉ đơn giản thôi, lá tí tô uống vào buổi sáng trước hoặc sau ăn đều được cả, nhưng uống sáng 50 hoặc 100 gram và tập luyện đầy đủ giảm ăn vào buổi tối thì nó sẽ từ từ nó sẽ giảm. Xin chào.